Xin chào quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị và các bạn đang xem, đây là những em thú cưng mình nuôi cũng khá lâu rồi. Bên đây thì cặp chim cúc Thái hiện thì đang đẻ trứng, mà cũng không biết có ấp trứng không nữa. Đó. Con ở trong là con mái, con ngoài thì cũng trống. Còn bên đây là cặp chim cúc vực lông vàng mà nuôi cũng lâu rồi và cũng đang đẻ trứng luôn, mà có một tin thật là buồn. Không biết lý do gì mà bây giờ con chim cúc mái này nó cứ đè đầu con chim cúc trống này, nó mổ không quý vị ơi. Nó mổ ngày hôm qua mà mình thấy nó lủng cái lớp da ở ngoài mà vô thấu cái phần xương ở trong đầu luôn. Nên mình dốt riêng em này ra, nếu mà không dốt thì chắc mình nghĩ em này hôm nay cũng đi luôn rồi. Dốt riêng ra rồi cái mài trên cái đầu nó khô luôn rồi. Không hiểu lý do gì luôn. Giờ mà cứ thả con chim mái này vào trong chuồng này thì con chim trống này nó dãy bung bung lên không à. Giờ quý vị và các bạn xem thì có cách nào thì chỉ cho mình để mình khắc phục lại. Chứ giờ có hai con mà nuôi tách ra vậy thì đâu còn đạp mái đâu nữa. Mới đẻ được trứng ngày hôm qua là mình cũng chưa lượm ra luôn, mà giờ lại đi dốt riêng luôn rồi. Thật là buồn luôn, không biết cách nào để mà cải thiện lại tình hình. Giờ hai em này đã chia tay rồi. Và hôm nay mình cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một thành viên mới. Là hồi chiều mình đi mua cái này để về mình trang trí hồ cho hai em ốc mượn hồn. Mình nuôi mua cũng lâu rồi mà chưa có thời gian để làm cái hồ này cho hai em nữa. Cái này là cái hồ cũ cá của mình, hồ này hồi trước là hồ đôi nên mình bỏ miếng kiến giữa rồi. Mua này vào để mình bỏ vào mình trang trí cho đẹp. Thì mình mới thấy chỗ bán á, có bán một cái loại rùa màu xanh quý vị đây. Nên mình mua hai con về nuôi kiểng chơi, rất là đẹp quý vị ơi, nó màu xanh nha. Mà hai cái má nó thì hai bên có màu đỏ. Mình thì cũng không biết rùa này giống rùa gì luôn. Hỏi cái cô bán thì cô nói là rùa tai đỏ. Quý vị và các bạn nào biết tên chính xác thì để lại bình luận cho mình biết. Nhìn rất là đẹp luôn nè. Nó trên hình nó là màu xanh. Hai bên đây thì có dính một chút màu đỏ là hai bên tai nữa. Lần đầu tiên này mình cầm trên tay và thấy cái con rùa màu xanh luôn á. Ở dưới thì có hoa văn rất đẹp luôn. Đó. Hai con này nó nhỏ nên mình sẽ nuôi tạm trong cái thau này luôn. Đây là tổng quan mấy em thú cưng của mình. Mình cũng mới thay cát cho hai em chuột hamster luôn. Trước thì mình nuôi là dưới này mình để lớp cát nè. Hôm nay không có xài cát nữa, mình chuyển qua xài trấu. Thì hai em này thấy hai em này rất là thích luôn. Hai em chuột này nuôi cũng lâu rồi. Hai em này thì cũng chưa là gọi là già chứ vậy, chưa trưởng thành nữa. Những em nào mà trưởng thành ở dưới đây bộ phận sinh dục không đực là mình thấy luôn. Mấy em này thì chưa thấy. Con này dữ ghê luôn. Mình thì nuôi chuột hamster nuôi trong cái hồ này thôi, nó không có bò ra được. Hai con thì mình nuôi cái hồ này vừa quý vị. Quý vị thấy vậy nó rộng lắm. Mình chưa có để mấy cái đồ chơi vào cho hai em nữa. Còn bên đây thì cặp bồ câu mà nó hai giống khác nhau. Cái con ấp là con trống. Giống trên đó là người ta kêu là bồ câu banh. Còn cái con mái này là bồ câu pháp quý vị. Lý do là mình kiếm bồ câu mái banh chưa ra. Có mà tao bán cặp không à, tao bán lẻ.
nên mình ghép thử con Pháp này vô, mà nuôi tầm một tuần thì nó đẻ được 2 trứng, và hiện tại thì hai em này đang thay phiên giao ấp, con trống đang ấp á. Nếu mà con trống xuống thì con mái nữa sẽ lên, không biết nó đẻ ra giống cha hay giống mẹ đây. Giờ nó che cái trứng kín luôn rồi, không thấy luôn, đẻ được 2 trứng rồi. Đây là hai con ốc mà mình mua cũng tuần hơn rồi nè, chưa có thời gian để làm cái hồ này cho hai em nữa. Còn đây hai chú rùa thành viên mới, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Đây, màu xanh ở trên màu xanh hết luôn, cái đầu màu xanh luôn, chỉ có hai bên là màu đỏ thôi, ở dưới có hoa văn rất là đẹp luôn. Quý vị và các bạn nào biết tên chính xác thì để lại bình luận cho mình biết. Mình hỏi cái người bán nói là người ta nói là rùa tai đỏ, mà mình hỏi chính xác không người ta cũng nói không biết nữa, tại nghe nói vậy thôi à. Không biết cái con này vỏ màu xanh là lớn lên nó có đổi màu không. Đó. Hai con này chắc nghĩ nuôi trong cái thau luôn, cái nào lớn thì mình sẽ chuyển qua cái hồ bự. Mình mới mua cách đây cũng mấy tiếng đồng hồ à. Và thật là buồn hai em chim cút này, có một cặp chim cút kiển à, mà giờ hai em hai nơi mới ác hết chứ. Xuống cho hai em này ăn, mấy em này ăn, mà sẵn quay cái video này giới thiệu đến thành viên mới để quý vị xem cho vui. Em mái này do mình mở cái nắp này ra nè, nó sợ nó chung vô trong nó nằm á, chứ không phải nó ấp đâu. Mình cũng trông là nó ấp y chang vậy đó, chứ mà không biết nó có ấp không. Khi nay thấy nó không ấp, mình dự tính là 1 đến 2 tuần nữa mà nó không có ấp trứng thì mình sẽ lấy ra luôn, mình bỏ trứng đó, mình canh nó đẻ đực mới á, thì mình sẽ ấp, tự ấp luôn, tự chế mới ấp luôn. Con trống đang gù à, sợ lấy trứng hay gì á. Đặc biệt cái giống chim cúc Thái này rất là nhiều màu, nó lại vỏ con mà đẹp luôn đó, như quý vị thấy con này đẹp không? Đó, nó gù, ghê không? Sợ lấy trứng hay gì nè. Đi tới rồi. Giữ không? Giữ luôn. Thôi mình đậy lại cho hai em nó yên tĩnh. Nuôi mấy em này vậy lúc cũng mệt lắm chứ vậy. Xuống vệ sinh chuồng trại rồi cho ăn, chứ không phải đơn giản đâu. Vậy mệt thì mệt chứ mà cũng vui. Lúc mình xuống mình ngắm mấy em này, này quả trứng nè, mình lấy dọc tay ra giữ vậy đó. Mà giờ không biết sao đó, mình cứ thả con mái này vào á, thì nó cái con mái này nó cứ đè đầu con này nó bổ. Mà thường thường thì con trống này nó đè đầu con mái này nó bổ, nó đập mái. Cúc này giống nó bự lắm vậy, cầm con này mình cân gần 2 lạng luôn đó, còn trịch rồi. Thật là buồn nha. Em này mình mới cho ăn, mấy em này khóa dế lắm. Đây nè quý vị, đó, mổ liền à, thả dế là mổ liền. Thường mình cho ăn trước thì mình cho ăn thêm sâu gạo, sâu gạo ăn thời gian mình chuyển qua cho ăn dế tiếp. Đây, để quên cho cặp cúc Thái nó ăn. Quý vị và các bạn xem thấy thích thì ấn đăng ký kênh ủng hộ mình để xem những video mới nhất nè. Đây giờ để cho em này ăn, sợ thấy mình quay nó sợ. Thôi mình đậy lại để cho hai em này nó tự nhiên, mình quấy rối nó quá sợ nó bỏ trứng luôn. Còn đây thì đẩy thùng lại luôn rồi, thôi để con này nó dạng lắm, nó ra. Đây là hai chuột hamster nuôi cũng lâu rồi mà không thấy lớn nhiều á, cái giống này xong thấy nó lâu lớn quá vậy. Cái con đen là cực dữ luôn nè, con đen này này cũng khoái ăn dế đúng không vậy, cho đi săn, thả cho chó đi săn.
con chặn. Hai em này thì cũng chưa có còn giỏi cho việc, cũng chưa lớn đâu. Vì lúc mình quay gần á, có nhiều bạn nói là hai em này lớn già rồi. Thực ra những em mà lớn già làm lực phần này lên nè, cái con đực á, cái con đực thì mình sẽ thấy hai hồng bi à, nhưng hôm nay chưa thấy quý vị, bự cỡ này nữa. Nếu con nào sinh sản rồi đã biết biết đi tán gái rồi thì thấy, còn mấy em này còn chút xíu à. Giỏ thì không giỏi, nhưng mà dạng cũng là trung niên thanh niên rồi. Hy vọng là sau một thời gian nữa thì cặp bồ câu này sẽ có hậu vệ giống cha. Mình thì thích giống cha nhiều hơn giống mẹ, tại mẹ thì con Pháp này nó nhìn nó dài con lắm, kỳ lắm. Mình thích con bồ câu banh hơn. Câu banh thì nó đứng lên nó tròn hình đẹp, thấy không, bự con nữa. Còn đây thì hai em thành viên mới, nhìn rất là đẹp luôn vậy. Đây đó, hai con này thì tạm thời mình nuôi trong này luôn. Vô đây mấy em này bơi đủ rồi, mà giỏ thì mình nuôi cái không gian giỏ thôi để mình dễ vệ sinh đó quý vị. Thường vệ sinh thì mấy em này nó sạch sẽ, nó không có bệnh. Hoa văn dưới ngực cũng đẹp luôn. Trên này màu xanh. Còn đây hai con ốc mượn hồn của mình. Cái này mình vẫn cho ăn bình thường, mà có cái chưa có chỗ để hai em này thoải mái như cách tự nhiên. Nó không được tự nhiên, ngoài cách thiên nhiên lắm thì cũng được 40% cũng đỡ. Mình tính là mua cát về luôn, mình sẽ lót cát vô rồi mình để cái đá này lên. Đây. Đẹp không vị. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị và các bạn video sau. Thật là buồn cái cặp chim cút này luôn. Giờ không biết cái cách nào để khắc phục hai em này nữa. Hai em này thì rất là khoái cái trấu quý vị. Đào bới dữ lắm. Đó, đây là thành viên mới đây.